nối thành công hai mùa thi trước, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động hội thi giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 với đối tượng tham gia là người Việt Nam cả trong và ngoài nước. Hội thi năm nay sẽ được triển khai với hai nhóm chính bao gồm hai hình thức khác nhau. Nhóm 1 sẽ tham gia cuộc thi thử thách trí tuệ nhân tạo AI Challenge với chủ đề truy vấn sự kiện từ dữ liệu thị giác. Nhóm 2 sẽ tham gia tranh tài ở hạng mục sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI Solution. Cuộc thi hứa hẹn sẽ tìm ra được những giải pháp tiềm năng, giải quyết các bài toán thiết thực xuất phát từ thực tiễn, từ đó ứng dụng rộng rãi trong cả nước, hướng đến khu vực và quốc tế. Thời gian phát động sẽ được diễn ra xuyên suốt cho đến ngày 15 tháng 10 năm 2022 và vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 11 với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 100 triệu đồng. Hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng hiệu quả nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở mỗi doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình hội thảo chia sẻ và trao đổi trực diện về chủ đề trên giữa các cơ quan ban ngành và những cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khoa học và công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong khuôn khổ sự kiện, người tham dự cùng với các chuyên gia đầu ngành tập trung thảo luận và chia sẻ thẳng thắn về các vấn đề như cơ chế, chính sách sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Đồng thời, hội thảo cũng cung cấp thông tin liên quan đến thuế khi trích lập và giúp các doanh nghiệp thấy được tầm quan trọng của quản trị tài sản trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Từ đó, không ngừng cập nhật thông tin khi thực hiện chính sách và chuyển giao công nghệ đối với doanh nghiệp. Đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp có thể mạnh dạn và chủ động xây dựng giải pháp, giải quyết những hạn chế đã tồn tại trước đây trong việc sử dụng nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Gần đây, các game thủ trên toàn thế giới đang phát sốt vì một tài khoản đăng tải trên diễn đàn GTA với một tệp tin khoảng 3GB chứa 90 video về những cảnh quay trong tựa game GTA 6 sắp ra mắt. Tài khoản này tiết lộ, anh cũng chính là người đứng sau vụ hack Uber vào tuần trước và sắp tới tài khoản này sẽ tiết lộ toàn bộ thông tin bao gồm mã nguồn GTA 5 và 6, những bản dựng chưa chính thức. Tuy tệp tin gốc đã bị gỡ bỏ, nhưng mức độ lan truyền của những bản sao chép đã lên xu hướng một cách chóng mặt trên tất cả nền tảng mạng xã hội như YouTube, Twitter và Reddit. Đây không phải lần đầu Rockstar bị rò rỉ về những trò chơi của mình. Sau khi nhận được thông tin, Take-Two đã có động thái yêu cầu YouTube là gỡ bỏ những video liên quan đến tựa game khỏi nền tảng của họ. Và việc xóa hoàn toàn những video này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Dù mới ra mắt, nhưng theo nhiều nguồn tin ghi nhận, bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max xuất hiện tình trạng rung và phát ra âm thanh lạ khi chụp ảnh. Nhiều người cho biết, khi họ sử dụng các ứng dụng bên thứ ba như TikTok, Snapchat, Instagram, cụm camera trên bộ đôi iPhone 14 Pro đột nhiên bị rung và phát ra tiếng kêu khi mở phần chụp ảnh. Khi tình trạng này xảy ra, trên các trang mạng xã hội đã có những tranh cãi về việc lỗi này thuộc về phần cứng hay phần mềm. Một số dự đoán thì cho rằng các ứng dụng bên thứ ba này có thể chưa được chuẩn bị kỹ cho công nghệ camera mới trên iPhone 14 series. Tuy nhiên, thay vì giải thích rõ nguyên nhân của lỗi trên, Apple lại có động thái lạ khi đưa ra thông tin rằng sẽ cho ra mắt bản cập nhật iOS mới vào tuần sau. Điều này lại vô tình khiến cho người dùng thấy rằng Apple đang ngầm xác nhận lỗi đến từ camera của iPhone.